trực tiếp bóng đá Olympic Kyrgyzstan và Olympic Đài Loan, 15 giờ ngày 24 tháng 9, giải ASEAN Games 2023. Dự đoán, soi kèo nhà cái, soi kèo giải ASEAN Games giữa Olympic Kyrgyzstan và Olympic Đài Loan chuẩn xác nhất từ các chuyên gia. Được đánh giá sẽ đủ khả năng canh tranh một tấm vé đi tiếp, nhưng được đánh giá sẽ đủ khả năng canh tranh một tấm vé đi tiếp, nhưng Olympic Kyrgyzstan lại gây thất vọng cho người hâm mộ. Cụ thể, đội bóng này lần lượt để thua Olympic Indonesia. Olympic Triều Tiên với tỷ số 2-0 và 1-0. Nếu muốn trở thành một trong ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, họ cần phải đánh bại U23 Đài Loan với tỷ số cách biệt trong lượt trận hạ màn. Trong khi đó, sau thất bại hai bàn không gỡ trước Olympic Triều Tiên thì Olympic Đài Loan đã bất ngờ đánh bại Olympic Indonesia với tỷ số tối thiểu. Chiến thắng đó không những giúp đội bóng này trả món nợ đã vay khi thảm bại 9 bàn không gỡ tại vòng loại Olympic châu Á trước đó mà còn giúp họ sáng của giành vé đi tiếp. Chỉ cần hòa trong lượt trận cuối, Olympic Đài Loan gần như sẽ có đi tiếp, thậm chí là ngôi nhì bảng. Chiến thắng bất ngờ của Olympic Đài Loan trước Indonesia ở lượt thứ hai đã làm cho cục diện bảng f bóng đá Nam Asia 2023 trở nên vô cùng căng thẳng và thú vị trước lượt cuối. Theo đó, ngoại trừ Olympic Triều Tiên đã chắc chắn đi tiếp thì ba đội còn lại chưa hết cơ hội vào vòng 1-8 lẫn cùng nguy cơ, bị loại như nhau. Lợi thế lớn nhất đang nằm trong tay Đài Loan. Chỉ cần không thua Kazakhstan, thầy trò huấn luyện viên Chen Jibun Minh chắc chắn lọt vào vòng đấu tiếp theo mà không cần bận tâm đến kết quả trận còn lại trong bảng lẫn các trận khác ở những bảng khác. Khi đó, kể cả chỉ đứng thứ ba bảng F thì kiểu gì Đài Loan cũng giành vé vớt nhờ điểm số đang nắm trong tay. Trong trường hợp thất bại thì Đài Loan cần phải đảm bảo họ chỉ thua sát nút mà thôi bởi ít ra Đài Loan vẫn còn cơ hội giữ được vị trí thứ ba chung cuộc một khi trận còn lại Indonesia thua Triều Tiên. Khi ấy, ba đội Đài Loan, Indonesia và Kyrgyzstan cùng sở hữu 3 điểm nên chỉ số đối đầu trực tiếp giữa hai đội sẽ được xét đến để phân thứ hạng. Do Indonesia thắng Kyrgyzstan 2 không còn Đài Loan thắng Indonesia 1 không nên đại diện Trung Á sẽ phải đứng sau Indonesia và Đài Loan do kém đối đầu. Tuy nhiên nếu Đài Loan thua Kyrgyzstan từ hai bàn trở lên thì vị trí cuối bảng chắc chắn thuộc về Đài Loan. Trong tình huống này, Kyrgyzstan sẽ đi tiếp kể cả chỉ đứng thứ ba bảng F miễn là một nửa đội thứ ba tại bảng A hoặc B của Olympic Việt Nam sở hữu tối đa 3 điểm khi vòng bảng khép lại. Khi đó, Kyrgyzstan chắc chắn lọt vào nhóm 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Nhìn chung trong bóng đá, khi bạn chẳng còn gì để mất thì bao giờ cũng dễ đá hơn là có quá nhiều lựa chọn. Bản thân Olympic Kyrgyzstan cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho trận cuối khi không bung sức ở lượt thứ hai thua Triều Tiên. Cộng thêm việc được nhìn nhận ở mức chấp rất cao thì có lẽ Olympic Kyrgyzstan còn chinh phục được cả mục tiêu thắng cách biệt. Lối chơi của Olympic Kyrgyzstan dựa trên sự chắc chắn và nó thể hiện qua con số 9 trận liên tiếp có không quá 2,5 bàn. Trong khi đó, Olympic Đài Loan sẽ chơi tử thủ nhằm tìm kiếm một trận hòa qua đó giành vé đi tiếp. Chính vì thế mà trận đấu ngày hôm nay sẽ khó có nhiều bàn thắng được ghi. Các chân sút của Olympic Kyrgyzstan nhập cuộc trận đấu không tốt khi tịt ngòi hiệp đấu đầu tiên tới 9 trận liên tiếp. Trong khi đó, lứa Olympic Đài Loan lần này cũng chưa khai hỏa lần nào sau khi khép lại 45 phút đầu trận ở 4 lượt trận gần nhất. Với những con số thống kê này, hiệp 1 giữa hai đội trong ngày hôm nay sẽ khó có nhiều bàn thắng được ghi. Từ những phân tích trên dự đoán Olympic Kazakhstan và Olympic Đài Loan sẽ hòa nhau với tỷ số 0-0.